Vâng, sau đây em chính mời các bác cùng nghe bộ nhạc vàng của Mỹ, đó là cặp loa AR3 bánh bò Ken Cước và âm ly Fixer 500TX, hàng em, hàng Tuyến, hàng đẹp, cặp loa mới về trong ngày hôm qua, cũng đã quay chi tiết cho các bác rồi. Và giá cặp này là 52 triệu 500 và âm ly 500TX là giá 30. Sau đây em mời các bác cùng nghe.
đôi dòng lễ dàng.